Chào Anu, anh đang tìm việc làm lập trình viên hả? Cái gì? Anh hoàn thành khóa học lập trình online trong 2 ngày thôi sao? Thôi đi nào. Nhưng nói chung, trong Roblox, anh có thể tạo ra game mà không cần biết lập trình đâu. Đúng vậy, rất ít người có thể tạo ra game mà kiếm được tiền từ nó. Ý tưởng về nền tảng này nảy sinh vào năm 1989. Với mục đích tạo ra trình mô phỏng để nghiên cứu vật lý, phiên bản beta của Roblox được giới thiệu vào năm 2004, tức là Roblox lớn tuổi hơn người chơi bình thường 13 tuổi. Năm 2016, Roblox chỉ có 10.000 tài khoản thôi. Năm 2019 đã lên đến 1 tỷ rồi. Anh có thể tưởng tượng mình kiếm được bao nhiêu tiền không? Nhưng làm điều đó mà không có vốn đầu tư ban đầu thì không hiệu quả đâu. Khoản đầu tư đầu tiên vào Roblox là 560.000 đô la Mỹ. Cờ ca rô hả? Ano, anh nghĩ sẽ có ai bị thao túng không? Wow, anh đã thuyết phục được họ đưa tiền rồi đó. Quyết định thật vội vàng. Chắc ai đó sẽ tiêu hết tiền trước khi game được phát hành thôi. Một con game hay có thể được tạo ra bởi vài người trong xưởng thôi. Không phải ai cũng cần tạo Google mới. Đừng vội ăn mừng. Ano, đã đến lúc phải trả những khoản vay đó cùng với lãi suất rồi. Chắc anh nghĩ lãi suất 1% không phải là nhiều, nhưng đó là mỗi ngày. Là 365% mỗi năm và tính đến lãi kép. Giờ anh nợ nhiều hơn số tiền mình đã vay vài lần rồi đó. Riêng ở Mỹ thôi, đã có hàng trăm ngàn vụ phá sản mỗi năm. 70% công ty khởi nghiệp thất bại trong năm đầu tiên và 25% nữa trong vài năm tới. Anh không có đủ tiền cho việc này đâu, Anu. Anh sẽ phải làm việc trong 10.000 năm tới đó. Nhưng giờ anh không có gì để ăn và không còn nơi nào để ở. Game hay đó, Anu. Thật tệ là mỗi thu nhập từ đó đều phải đem đi đóng thuế hết trơn. Chà, đời thực có những sinh vật còn tệ hơn cả quái vật nữa.